Gì vậy? Hôm qua về ba ho sổ mũi đồ là tại cái gì? Nhỏ đó đó. Không dám đâu. Có một bà mẹ đi ra ngoài về lay cả nhà thì có. Không vậy hả? Cái hồi ba mua que về test hết nguyên nhà nè. Là ngày mấy? Hôm nay ngày 20 tháng 1. 20 tháng 1 là 18 âm lịch tháng chạp ở dưới đó, gần Tết. Mới rước chị hai Chessy ở đảnh về. Mới báo tin cho chị hai biết là em phơ hồi nãy đi làm răng test nhanh Covid 2 vạch. Rồi xong đi về luôn. Có 32 ngày nay sẽ mũi nè. Ôm sầm quá nay ơi. Là nó ôm sầm à. Ăn trái cây hả? Hôm nay sáng chở Jennifer định đi làm lại cái hàm răng mà đeo mỗi ngày cho niềng răng á, tại vì Jennifer làm hư cái hàm răng đó rồi. Vô chỗ niềng làm răng, trước khi vô người ta test Covid. Xong test, hai cha con ngồi đợi người ta test hết 80.000. Xong khoảng 10 phút sau người ta báo Jennifer khai gặp dương tính. Hả con? Xong bây giờ ba đặt mua một hộp 25 que về chuẩn bị test nguyên nhà. Test nguyên nhà các bạn. Bữa nay là ngày mấy con? Ngày 20 tháng 1 2022. Con ngồi với mình. 20 tháng 1 là 18 âm lịch tháng chạp á, còn mấy bữa nữa Tết á. 18 hả? 18. 12 ngày nữa, 1 tuần 4 ngày nữa xong Tết. Có lần 1 tuần. Rồi, bây giờ để camera đây ba test cho Tâm Mì nha. Thôi nè. Cầm luôn cho. Không. Chessy lại đây ngồi nè, ngồi đây nè, bấm hết á. Ngồi đây nè. Đà. Bấm mày nữa. 25 que này. Một hộp này 1.650.000 để dành test Covid luôn. Tại vì nếu mà vài bữa mà test coi nó có hết chưa hay không hết gì đó cũng phải test nhiều lần. Có 25 cây. 25 gì vậy? Tụi mày coi mỗi người F0 số 1 đã xuất hiện. Con đâu có cần test đâu mà. Ai? Người ấy là ai? Ai? Không, khi mà bị gà test gì? Hả? Test lại coi chính xác không? Trời ơi, nó hay gặp chính xác gì? Chứ bây giờ test ra một gạch thì con cũng bị mà hai gạch con cũng bị mà. Nhưng mà con tỉnh lơ con đâu có bị, thấy đâu có bị. Nhưng mấy là nó không có gì nó mới dương tính. Chứ mà con không có thì sao con hay không? Vì nó test lộn. Mặt tôi mày khá là hôm hai bữa nay là ba Mẫn bị sổ mũi nha. Có sổ mũi. Cái cây dài quá vậy. Rồi mẹ Duyên trước đó là có sổ mũi nữa. Trước đó mẹ Duyên sổ mũi trước. Ba có bị đau hết rồi. Thì rồi ba sổ mũi. Ba ơi chọn đừng có sâu. Ba ơi chọn đừng có sâu. Không nói gì vậy? Thì đừng có sâu chọn đi nào. Không chọn sâu sao? Tao nè. Tới đây trong mày là nghe hết hả? Thôi hơi còn tức mũi này. Biết là nó sâu á. Con thả lỏng. Rồi xong. Đó. Thấy không? Rồi nè. Ý da. Lấy khăn giấy làm cho em coi. Cái khăn giấy đâu? Nè làm lại chứ. Chúng ta rồi bữa nay á, là Tâm Mì học online buổi sáng á, thì Thang là buổi trưa con quay của Tâm Mì ra. Tâm Mì quay đây nè con làm gì vậy? Lại đây nè, thôi đứng. Con đi. Trời ơi, mệt á, chia hai bài quá. Chơi làm biến quá đi. mấy cái vở hình ảnh á. Quay lại đây nè, quay của tấm mì Rồi mấy gạch tan chế vô nè. Đám cháu của tấm mì đi lộn vậy. Đi chữ tấm mì vô. Chưa, nó chưa có hiện lên đâu. Nó thắng hết rồi hiện lên nè. Đây ba làm cho. Chúc đi. Chữ T mà bị là bị. Chữ T nó học gạch là bị. Mẹ Duyên gom mấy cái này bỏ vô bịch rác rồi. Có bịch rác không? Nè đổ cái này nè. Sao nó tiền dê hai gạch. Nó lộn dê một gạch. Mình một gạch hả? Hai gạch luôn rồi chưa? Hai gạch. Hai gạch. Hai gạch rồi. Đâu ra vậy? Vậy hai cái chữ rồi. Chữ T. Ui hả không? Một rác ở đây nè bà. Nó hồn. Một gạch à. Cứ mày âm tin. Thì tạm thời. Thế là ba chọn. Không đủ sao. Giờ ba này thì ba chục hả? Đau luôn. Đau rồi. Không. Ủa lúc mà ta rác thôi đâu. Ba. Đi chang vậy. Rác bao giờ ta đến miệng luôn hả? Nhưng mà sao không thấy? Cũng chọn đúng không? Trên cái cây có cái gạch đó. Sao mày ăn tên mày cho ba? Để em điền tên vô. Mày có gạch à, để con hỏi nó có hay lên không? Làm cho con xong thấy điền cho con chụp cô là thấy điền nha, đừng ghi gì hết trơn, để mình điền gì? Mẹ kia đừng tên nghe biết nữa. Gạch à. Mà gạch sao? Tới bà đi. Tới gì nữa? Tới chủ nhà chứ đi. Chủ nhà nghi ngờ chủ nhà nè. Tới ngồi nguyên một nhà mà bị hẳn ngoài bị cô bị đẹp lên lầu như thôi. Trời quá trễ rồi mà. Vậy nó lầu thì nó sống chung bầu. Sống chung với lũ hết đi. Ai? Ủa? Sao không mời bà? Ba dám chọc sao? Nè, đó. Bà tự quay mà, bà đang để ý máy quay đó. Sao hồi rồi? Để nước mắt luôn. Sao bạn cũng vậy á? Rồi mẹ Duyên cắt giùm anh một cái. Ê cái chừng đụng của Tommy kìa. Đấy ra. Cái mày gì vậy? Mày gì? Là cái này nè. Cắt cái lấy ra. Cắt đứt cho luôn chứ. Em sợ cắt trúng là bị nó bị đứt của nó. Ai biết đâu, lỡ chạm đứt đâu. Em điện thoại quay bay ba, điện thoại quay đó. Từ từ, chưa có hiện lên đâu. Tới thì giờ. Trời thấy liền. Còn hai gạch. Ủa là Hồng. Hai gạch rồi, ba nè. Chưa chưa, mẹ nó đang chạy. Hai gạch mà. Con tre tới thui không thấy được. Chứ gì nó đã sao nhìn thấy chữ T, nó thấy chữ T hiện lên là bị rồi, ba bị Covid. Xong. Thì chuyện bình thường. Ô hai gạch thiệt kìa, hai gạch thiệt. Thấy chưa, ai bị ba gạch luôn. Hai gạch mẹ ơi, gạch thứ ba đang chạy là cái nước á. Làm gì có ba gạch. Hai gạch tèn tèn. Ba gạch là ba là chùm Covid luôn rồi đó. Hai gạch. Chữ T của nó đụng của mẹ. Em hơn nó, chữ T nó đậm là nồng độ virus cao á. Vậy hả? Đúng. Nó rất đậm nha ba. Ba lên lầu ở đi. Hồi sáng này con nhớ là chữ T của con không có đậm đâu. Đây, của ba nè. Phan để đem ra ánh sáng cho mọi người thấy. Ngay chữ T luôn, gạch đậm lè luôn. Thấy không các bạn? Rồi. Đây của Tommy. Có một gạch thôi. Rồi, bây giờ chuẩn bị màn 3 cảnh 8 tới Chessy mỏ dẫm tèm tèm tèm. Nó ghép nhạc kinh khủng như vậy con đang cảm thấy. Cái nhạc nào mà tình nó dễ không? Bài nào mà thấy ghê ghê cho mình. Nhạc đó dễ vậy. Nguyên còn mới nha con, mới nguyên. nguyên lên cho ba. Trong mấy cái mà mấy cái nguyên tụi mình hay nấu, mấy cái hộp to đó tụi mình. Đây là tụi mì và ba. Xếp theo thứ tự. Đó. Tụi mì ba con mẹ vậy nha. Tự Duyên cắt ra một miếng này nữa, Tự Duyên cắt ra. Thôi từ từ đi. Đừng ghi vô của con nha mẹ, cái mì của con để con chụp cho cô, đừng có ghi ra không nhé. Đây, con nhỏ mỏi rảnh. Tao bị hát kìa. Chọc luôn, nó mũi mấy mũi. Rồi. Ờ. Con ghét cảm giác này. Gì vậy? Quay QC kìa. Cái ấy cho chị hai miếng giấy lau mũi rồi con. Gì vậy? Tự nhiên đưa cục giấy vô. Trời ơi. Con khô quá chứ. Thôi vậy là bây giờ bị cắt ly tao mì. Cắt ly tao mì một mình. Cho tao mì lên nhiều vậy. Cho tao mì lên sân thượng ở đi. Ba sổ mũi hồi tối này ba bị nghẹt mũi á. Ba phải trước khi ngủ mà phải ngồi ba mới mới hết nghẹt mũi. Rồi của tôi búp phơ chi đẹp không? Dạ. Để bà nhúng thêm nữa. Trời ơi của ba quá trời đậm luôn. Trời ơi của ba là đậm kinh khủng luôn của ba ơi. Mẹ ơi con đi, con đi con. Đi bác sĩ rồi. Bác sĩ gì? Bác sĩ gì? Bởi vì trời ơi, nói toàn những cái câu mà xàm xí nghe nó mệt mỏi thiệt chứ. Của con hơi mờ nha. Rồi nó lợ lợt luôn ba ơi. Trời ơi con hay giặt luôn. Con hay giặt luôn rồi. Nhưng mà nó lợt. Ra để ra ánh sáng rồi. Con hay giặt luôn à. Oh my god. Hỏi đi xin nhận. Rồi của Chessy hay gạch. Của Chessy mỏ rảnh hay gạch. Để một xíu lỡ đậm lên rồi con ơi. Rồi chụp hình cho cô coi đi. Quay phim cho cô coi đi. Đây ba. Mẹ sợ rồi kìa. Quay phim đi, quay phim cho cô coi đi. Dạ dạ. Chụp chứ quay gì phải chụp. Chụp hình cô không tin, quay phim cô mới tin. Không chụp là được, trời cô không đấu khó gì bà. Quay phim gì để ngay mặt đi ngay. Thôi gãy rồi, gãy rồi. Thì để đây nè, có hai là hai chụp. Thôi. Chứ sao vậy? Mẹ không bị với tao mày nha. Mẹ không bị mỏi tao mày. Rồi, giờ tới Mẫn Duyên đi. Quay phim luôn đi. Xì. Chị dặn đèn luôn rồi chị ơi. Hay là của ai cũng vậy ra, con mở đèn flash lên rồi. Mờ vậy? Không có. Chối. Rồi. Trước đây là mẹ. Rồi rồi tới mẹ Duyên. Mẹ Duyên. Đây, của ba Mẫn. Rồi, Chessy. Chị để vô đi. Tao mì ba Mẫn. Thôi, cho ba đi. Trời ơi, nguyên một ngổ luôn ơi. Mẹ dám xa con rồi chơi kìa. Bị ba nữa. Mẹ không có bị đâu. Ra ra mẹ ra ngồi ghế á. Xì ra cho mẹ ngồi ghế đó. Trước khi ngủ còn bắt khung rồi đủ thứ hết trơn mà không bị mà đặt xạo kia hả chị? Nhưng mà em là đề kháng tốt không có bị. Yeah. Yeah. Em đề kháng tốt. Đúng rồi. Đề kháng tốt rồi nha. Coi đề kháng tốt rồi các bạn ơi, các bạn sẽ coi đề kháng tốt nha. Gì á? Đi nhẹ. Rồi rồi, lấy cái tay ra, nó chọt được chứ. Nhọt chưa? Mẹ đeo khẩu trang hả? Rồi, đây Duyên đây. Con cũng để thấy tốt mà. Tốt mà. Đâu? Mình sẽ không cả nhà đây. Cái tay bị là bị. Ủa sao chứ? Không có. Không có hay chưa? Để thấy tốt hay chưa? Trời nè, mẹ Duyên nè. Sao của ba động lè luôn vậy? Ai biết, máu luôn. Rồi xong mẹ tao mày cách ly. Con kêu viết tên và ngày và que tét. Viết tên và ngày luôn hả? Viết ở đâu em sao? Mẹ Duyên không có bị. Viết ở trên nè. Cô Vi lớp 12 Chessy điện. Cô Vi lớp 12 của Chessy điện. Đang điện đã. Để quay video. Thầy của mẹ Duyên nha, mẹ Duyên thì kháng tốt, không có bị. Không chừng mẹ Duyên bị rồi, giờ nó không bị nữa. Tết rồi, Tết gì nữa. Anh chỉ ba đòi không Tết nữa. Rồi, goodbye see you again nha, đấy. Nè, chỉ có mình mẹ Duyên với tao mẹ. Đây, kết quả nha các bạn. Ở trên đây là của Tommy một vạch, mẹ Duyên một vạch, ba Mẫn hai vạch, dương tính của chị hai Chessy Gia Hân hai vạch dương tính. Chị ba thì dương tính ở hồi sáng đi test ở chỗ làm răng là dương tính, rồi về mới test nguyên nhà. Rồi video làm bằng chứng nha. Nay ngày 20 tháng 1 2022 là nhằm ngày 18 tháng Chạp, gần Tết. Yeah. Hello các bạn. Nguyên nhà. Có âm lịch là 18 hả? Lịch 18. Trời tôi nhờ em con mua đề cương này nọ mà giờ ghép không mày. Qua Tết đi đưa lấy gì học. Tội luôn. Đề cương chị. Bây giờ gọi shipper lại tới đây. Đề cương chị con. Con không lấy cái file đi ba đây cũng được mà tại con biết nó liên lạc con sẵn nhỏ làm. Thì kêu nó gửi ship lại đây mình đã tiền. Rồi giờ xuống làm đồ cho tụi mình ăn kìa.